biểu quý khách mời cùng với tất cả các thí sinh đã tới tham dự chương trình hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi thành phố Phúc Yên lần thứ 5 năm 2020. Lời đầu tiên, Xuân Hùng xin được thay lời những người thực hiện chương trình gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, trong bất kỳ cuộc thi nào thì chúng ta sẽ không thể quên được hội đồng ban giám khảo, những người sẽ cầm cân nảy mực và đưa ra những điểm số khách quan để mang lại không khí trong sự kiện ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía hội đồng ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Lan Anh, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, trưởng ban. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Đàm Thị Thu Hà, thành ủy viên, chủ tịch Liên hiệp Lao động thành phố. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Biên, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Phúc Yên. Trân trọng giới thiệu ông Lê Viết Trai, phó chủ tịch hội cựu chiến binh thành phố. Trân trọng giới thiệu ông Lê Cảnh Hưng, phó phòng văn hóa thành phố. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ được giới thiệu sự có mặt của tổ thư ký. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thu Giang, cán bộ hội cựu chiến binh thành phố. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng Loan, chuyên viên hội Liên hiệp Phụ nữ. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, và chúng tôi xin được giới thiệu qua về thể lệ thi trong hội thi ngày hôm nay. Hình thức thi là sân khấu hóa, gồm 3 phần. Phần 1, chào hỏi và năng khiếu. Phần 2, thi lý thuyết. Và phần 3, xử lý tình huống. Nội dung của chúng ta thi như sau. Phần chào hỏi và năng khiếu, thí sinh giới thiệu khái quát về bản thân, đặc điểm tình hình nổi bật của địa phương. Phần năng khiếu, thí sinh lựa chọn nội dung, hình thức, thể loại phù hợp với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và con người Việt Nam, truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phê phán tiêu cực, thói hư tật xấu và lựa chọn trang phục. Phần thi năng khiếu đảm bảo yêu cầu về văn hóa và phù hợp với nội dung. Phần thi lý thuyết, thí sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi do ban tổ chức chuẩn bị. Mỗi thí sinh có 1 phút để chuẩn bị và trả lời. Yêu cầu trả lời đúng và đủ ý, rõ ràng, có liên hệ thực tế công tác mặt trận ở khu dân cư. Tiếp theo là phần xử lý tình huống, thí sinh bốc thăm câu hỏi do ban tổ chức trực tiếp hỏi, yêu cầu cách giải quyết vấn đề ngắn gọn, cụ thể, thấu tình, đạt lý, thuyết phục người nghe. Phần 3 là hình thức thi, thi từng phần cho tất cả.